tôi đến từ Villa Ninh. Công việc thường xuyên chăm sóc các học viên, và trước mỗi khóa học Tuấn sẽ đi kết bạn để làm quen với anh chị trong Nam ra ngoài Bắc, giải quyết tất cả thắc mắc. Anh chị hãy yên tâm, em Tuấn đang làm việc rất nhiệt tình, chăm sóc lại hết mình. Support Villa Ninh. Em sẽ là cầu nối giữa anh chị và giảng viên, chăm sóc anh chị việc học được thường xuyên hơn. Và em đang làm việc chỉ bằng một ngón tay, vượt qua mọi thử thách em cố gắng để vươn lên. Có vướng mắc nào đó hãy cho em được biết nha, có khó khăn nào đó hãy cho em được biết nha. Và em sẽ là cầu nối giữa anh chị và giảng viên, chăm sóc anh chị việc học được tốt nhất. Xin chào các anh chị học viên Villa Ninh, em là Tuấn Đăng. Hiện tại em đang làm trợ lý cho anh Tuấn Hà, tổng giám đốc công ty truyền thông Villa Ninh Media. Nhiệm vụ chính hàng ngày của em đó là hỗ trợ, chăm sóc và support các anh chị học viên. G. Support Villa Ninh, Villa Ninh yeah. Quan tâm support học viên từng giờ. Support Villa Ninh, Villa Ninh yeah. Hỗ trợ chăm sóc học viên chú đáo. Support Villa Ninh, Villa Ninh yeah. Quan tâm support học viên từng giờ. Support Villa Ninh, Villa Ninh yeah. Hỗ trợ chăm sóc học viên chú đáo. Villa Ninh chuyên tư vấn chiến lược và triển khai các giải pháp digital marketing, chuyên đào tạo các khóa học lập kế hoạch marketing online, khóa SEO vua, khóa học sáng tạo nội dung Facebook marketing. Yeah. Check it out. Support Villa Ninh, Villa Ninh yeah. Quan tâm support học viên từng giờ. Support Villa Ninh, Villa Ninh yeah. Hỗ trợ chăm sóc học viên chú đáo. Support Villa Ninh, Villa Ninh yeah. Quan tâm support học